Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là hoàn cảnh của ba chị em người dân tộc Co, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và vùng đất miền Trung nắng khắc nghiệt như vậy thì các chị em phải đối mặt với những điều gì? Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Lúc mà thân thiếu thì con đi mượn gạo của mấy cô mấy chú gần nhà, ba chị em con ăn cơm với muối rất là ngon. Ngoài đầm cổm ra thì nó còn có tình người, nên là mình quý mến ở em là có nghị lực và có sự chịu thương chịu khó. Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Loan, năm nay tôi 35 tuổi. Cái công việc của mình là mình bán cà phê buổi sáng, có ông chồng là ông sửa xe nữa. Làm thì đối với mình thì cái đồng tiền như vậy thì mình thấy nó cũng là đủ, nhưng mà thấy có nhiều hoàn cảnh mình thấy nó khó khăn hơn. Cuối năm mình hay đi làm những cái chuyến từ thiện, mình hay trao quà phát quà, vô tình cũng gặp được Emmy. Từ khi ba mất á, Emmy đó một mình mà vừa làm cha làm mẹ, làm chị chăm sóc có hơi em thì đối với chị thấy rất là vĩ đại. Con tên là Hồ Thị My, hiện tại con đang sống với hai em nhỏ, có lúc 4 giờ có lúc 4 rưỡi dậy nấu đồ ăn rồi kêu ơi em dậy thay đồ ăn cơm rồi chứ hả. Trưa về thì ba chị em đi chia nhau công việc, là mấy ngày rảnh thì con hay làm đá, làm kem, phụ mấy cô gần nhà rồi mấy cô đưa tiền để mà mua lại đồ ăn. Lúc mà thắng thiếu thì ba chị em con ăn cơm với muối, khi cơm quá thì con nhường cơm cho em con, nhưng mà em con thì nó cũng thương con lắm, con nhường cho nó thì nó kêu nó no rồi, đôi khi nó vẫn còn đó mà nó vẫn nhường cho con. Mà con không ăn, con nghĩ ăn đi, chị không ăn đâu, chị no rồi. Nói chung là ba chị em thì cũng rất là đoàn kết. Chính bản thân của mình cũng thiếu cha từ nhỏ, nên mình hiểu được cái cuộc sống nó vất vả như thế nào. Thấy ba em mình thấy không chịu được. Mình thấy cái sự thiếu thốn cả về tình thương của ba mẹ lẫn về kinh tế, nên mình làm con. Mẹ sinh em út con ra được 2 tháng thì còn yếu mà mẹ cứ đi làm biết, về nhà không có gì ăn mà tụi huyết áp rồi đi bệnh viện rồi mẹ mất luôn. Ba con thì mới mất năm vừa rồi, tại vì do ba con đi làm miếng mà nhận đó miếng, có gì thì cũng nhường nhờ con ấy. Ba không chịu nổi sao rồi giữa đường đi xuống bệnh viện con ngỡ ba mất luôn. Ngày xưa má bỏ con đi rồi, tự nhiên bây giờ ba bỏ con nữa. Em thì nhỏ, nhà thì không có gì ăn ấy. Cô chú thì cũng đâu có giao con là mình nuôi con. Có mấy cô chú nói là thôi cho ba chị em đi vô trợ một câu đi con, nó không còn ở nhà, còn ở với ba má, con không đi đâu hết. Giờ ba em không phải là con của mình, nhưng mà cái tuổi của mình thì cũng nếu mà nói ra thì cũng xứng đáng là mẹ của ba em rồi, nên là mình thương như là con của mình, rồi còn tương lai của ba em sau này nữa. Hồi lúc con còn nhỏ mẹ con nói là con thích làm cái gì thì mẹ nuôi con hả? Em mới nói là con thích làm giáo viên, con thích dạy cho mấy đứa nhỏ hả? Cho nên mẹ nói là con ráng học thì thoát qua khỏi cảnh nghèo với ba mẹ. Cho nên con nghĩ là lời mẹ nói, cho nên con cố gắng hả, không từ bỏ ước mơ của mình và cố gắng nuôi em. Và tôi sẽ hát cho ba chị em bé Hồ Thị My. Thank you.
bế bồng cho em đừng khóc xót xa sau phận bế bàng thấm hiu thương cha qua đời tuôn rơi nước mắt mẹ con xa con mất rồi sớm chỉ ai táo tầm cho em ấm lòng khó quẹt trao thương cùng cháu gió mưa rơi nặng mãi đầu gánh rào bộn ba quê nghèo hai chan nước mắt chôn vui nỗi lòng cùng ai chiều xuống chị gánh rau thơm trước trường em đợi trong trường ta buồn sao mưa chiều hắt hiu rơi trên dải gầy chờ chân thành cảm ơn giọng hát cũng như là câu chuyện mà chị Thúy Loan mang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và ở đây thì em cũng thấy là có sự xuất hiện của bé Hồ Thị My là chị cả trong gia đình. Xin mời em bước lên sân khấu ạ. Ở đâu ra cái bài mà ta nói nó y chang hoàn cảnh của con gái vậy đó. Thế bình thường bây giờ ba chị em con sống như thế nào? Con xin nói về hoàn cảnh gia đình của nhà con. Hiện tại con đang sống với em nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ, thì hàng ngày ba chị em con dậy sớm để mà làm đồ ăn sáng, nấu cơm em với muối rồi đi hạt. Thường ngày tới mùa mưa thì nhà con ướt, chỗ nào cũng ướt hết, nhưng mà ướt thì nó chỉ ướt trăn buồng là nhiều nhất, chỗ ba chị em con ngủ á. Cho nên tới mùa mưa là ba chị em con ra nhà trên ngủ, mà nhà trên thì lạnh ngắt cho cửa, không có cửa sổ cho nên rất là lạnh. Con thấy em con như vậy, con rất là thương. Con rất cố gắng, con muốn học biết để con có tương lai sáng hơn, để con có thể nuôi em con, làm chỗ dựa cho hơi em con. Có bao giờ cảm thấy quá mệt mỏi không con gái? Có lúc con thấy con tuyệt vọng, con muốn mất đi giống như ba mẹ con. Nhưng mà con nghĩ là lời mẹ con nói là cố gắng nuôi hơi em, để mà thay lời cho mẹ sinh con ra mà không nuôi cho con ăn hạt được giống như người ta. Thì con từ đó con rút ra, con cố gắng hơn nữa. Con cảm thấy là con không muốn tuyệt vọng, con muốn đứng lên từ đó, và con cảm thấy xưa má bỏ con đi rồi, tự nhiên bây giờ ba bỏ con nữa. Em thì nhỏ, nhà thì không có gì em ấy.
Không sao đâu My. Ngày hôm nay á, khi mà My ở trên sân khấu này nè, thì con có thêm rất là nhiều người yêu thương con. Thật sự ai cũng phải rơi lệ trong cái hoàn cảnh này. Và con là một người rất là mạnh mẽ. Con cực kỳ mạnh mẽ. Và ba mẹ con cũng rất là tự hào về con. Giống như là con không bao giờ cho phép mình được tuyệt vọng. Dạ. Biết không? Bởi vì là còn có hai em. Và chắc chắn là sau chương trình Hát Mãi Ước Mơ này thì sẽ có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm đứng bên cạnh để yêu thương ba chị em con. Con cảm ơn. Mệt ghê, tôi tham gia cái chương trình này tôi khóc riết chứ tôi ốm luôn thiệt. Ráng nhận cái. Mẹ muốn con thành công trong cuộc sống á, là con sẽ cảm thấy rất là hãnh diện. Trả lại cho ba mẹ mình cái hãnh diện, đúng không? Cho hai em mình một cuộc sống mới nha. Luôn luôn mạnh mẽ nha. Sẽ có người bên cạnh con. Con cảm ơn. Phải nói là cũng giống như là một cái lời nhắn đến chị Loan. Thực sự là tụi em rất là cảm kích. Bởi vì ngày hôm nay chị vì ba em mà có mặt tại chương trình này. Cảm ơn chị vì cái điều tử tế đó. Và xin được gửi đến cho ba đứa nhỏ số tiền 10 triệu. Để cho nếu như được thì chị Loan giúp em tìm cái cách gì đó cho mấy bé được cái điều kiện đỡ hơn một tí. Để cho tụi nó ít nhất là khỏi phải bị lạnh và bị đói. Và em cũng xin gửi 10 triệu cho ba bé. Em cũng xin gửi 10 triệu cho ba bé. Cảm ơn cô chú. Thay mặt em My cảm ơn ba bị giúp khổ ạ. Vì con xứng đáng mạnh mẽ và đầy nghị lực. Chú gửi con nha con gái. Thương. Cảm ơn những nghĩa cử rất đẹp từ ba vị và giám khảo của chúng ta. Mình sẽ quay trở lại một chút xíu với chuyên môn. Xin mời ba vị ban giám khảo chúng ta sẽ cùng nhận xét phần trình diễn của chị Thúy Loan ạ. Xúc động quá quên trơn rồi. Chị Loan chắc xúc động quá ca hơi run. Cha mơ ngày em biết bao. Mà cái bài cái lời nó cũng đúng cái câu chuyện á chị. Nên mình ca tới chữ nào cái mình tưởng tượng ra cái mình đâu có kiểm soát được cái cảm xúc của mình đâu. Nên thôi em xin phép được tạm thời khoan bàn ở chuyên môn trong vòng này. Vòng sau thì mới tính về chuyên môn. Dạ, dạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Và cảm ơn phần trình bày của chị Thiếu Loan và cũng cảm ơn em My nhé.